Điều 34. Trong nhà có người chết vì treo cổ, thì khi lấy tử thi xuống, lấy sợi dây đó đốt ngay. Đó được coi là sợi dây oan nghiệt. Nếu không đốt đi, thì nó vẫn lẩn quẩn trong nhà, và cứ thế mỗi năm thay phiên nhau chết. Điều 35. Nếu đi đám ma, lỡ người quá cố ấy có xinh đẹp hay đẹp trai, thì không được khen, vì nếu khen thì họ sẽ đi theo mình. Điều 36. Người nào đang có tang trong người thì không nên tới nhà những người bạn hay người thân, vì sẽ lây cái tang đó và đem điều không may mắn đến cho họ. Điều 37. Sau khi an táng, trong vòng 1 tháng, ban đêm có ai gọi tên mình thì tuyệt đối không được trả lời, không được mở cửa, không được thư gửi gì hết. Thông thường người chết vì quá thương tiếc người thân của mình nên bắt người thân đi theo. Điều 38. Buổi tối không chơi năm mười, hay còn gọi là cút bắt. Khi chơi xui xẻo sẽ bị ma giấu và nó cho ăn đất cát. Điều 39. Không cho mèo lạ vào nhà sanh đẻ, coi chừng chuột không cho nó cắn gối đầu nằm. Hai cái này luôn mang điềm gỡ cho chủ nhà. Điều 40. Các nghệ nhân khi tạc tượng Phật thì chú ý bàn tay của Phật. Nếu lỡ tay làm gãy thì không bao lâu ngón tay họ cũng gãy theo. Điều 41. Không treo chuông gió ở đầu giường, vì tiếng chuông sẽ làm thu hút sự chú ý của ma quỷ. Khi ngủ sẽ dễ bị chúng xâm nhập quấy phá. Điều 42. Không ăn vụn đồ cúng, vì đó là đồ dành cho ma quỷ. Nếu chưa cúng và cầu xin mà đã lấy ăn trước sẽ rước họa vào mình. Điều 43. Không hù dọa người khác khiến họ giật mình, hồn bay phách lạc, dễ bị ma quỷ xâm nhập. Điều 44. Cây đa là nơi hội tụ âm khí, ma quỷ rất thích những chỗ như vậy, cho nên kỵ đứng, nằm, ngồi chốn ở đó. Điều 45. Nơi góc tường xó tối là chỗ ma quỷ thường tụ tập nghỉ ngơi, không nên đến gần những chỗ ấy. Điều 46. Khi đi qua những nơi vắng vẻ, không ngoái cổ quay đầu lại nhìn phía sau, dù đó có cảm giác hình như có người đang đi theo mình hoặc gọi tên mình, vì đó có thể do ma quỷ chiêu trọc. Điều 47. Khi lên giường ngủ, không để mũi dép hướng về phía giường. Nếu không, ma quỷ nhìn thấy sẽ đoán rằng có người sống đang nằm trên giường và chúng sẽ lên giường ngủ chung với bạn. Điều 48. Không cắm đũa đứng giữa bát cơm, vì đó là hình thức cúng tế, cũng giống như kiểu thắp hương, dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung. Điều 49. Không chụp ảnh vào ban đêm, bởi ma quỷ luôn lảng vảng chung quanh đó, sẽ vô